Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kiến hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên là tóc. Đợi một lần không gian đổi mới, đến hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao san quyền quý, đẹp nụ cười quân vươn vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trực gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong anh tin cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kiến lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Nè em ơi, chiều anh lần này đi nha em. Không có được mà. Thôi mà em, làm khó anh hoài vậy, để anh chờ đợi lâu quá rồi đó. Em đã nói là chưa có được. Nữa, lại chưa có được nữa, bằng lòng đi mà. Chưa có được, sao anh dài quá à? Tại vì anh tuổi con đĩa đó, bằng lòng đại đi em. Nếu như em bằng lòng thì anh tính làm sao? Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lên hỏi cớt qua bằng thuyền đưa dâu. Áo cưới hình đuôi bồ câu, khăn dương nhiều vàng mượt đầu. Nè, bằng lòng đi em, quê miền Tây cây trái xanh màu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bạc tiền. Cơm xanh tài nhân rất sang bằng dòng xi men. Đám cưới và con ngợi khen, giấy phao thà dài nô rơi. Nè, bằng lòng đi em, qua mùa trăng ta cưới nhau liền. Hỏi mãi sao im re, sao mà làm thinh không muốn nói. Anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Anh biết chưa đông đã về, nghe gió đưa bụi chuối sao hề. Bằng lòng đi em, không lẻ loi đơm đơm lấp lè. Bằng lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc leo bướm ong phượng hồng ve kêu. Giếng nước sâu vua tình yêu, chim lo chuyện canh điêu. Nè, bằng lòng đi em, xuôi miền Tây thương cứu lòng nhiều. Sao em bằng lòng chưa? Chưa. Sao vậy? Anh đã nói hết lời rồi mà. Hỏi mãi em im re, sao mà làm thinh không muốn nói. Anh trắng đêm muối kêu lời gió về. Yeah. Anh biết chưa đông đã về, nghe gió đưa bụi chuối sao hề. Bằng lòng đi em, không lẻ loi đơm đơm lấp lè.
quê mang lễ cao trầu. Mẹ cha lớn hoi cất hoa bằng thuyền đưa nhau, áo cưới hình đôi bồ câu thắng dân nhiều vàng nơi đâu. Bằng lòng đi nhé, qua mùa trăng ta cưới nhau đi. Bây giờ chịu chưa? Dạ chịu. Về tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú, phù lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tính chầu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Tìm em qua câu dân ca, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về Bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ Bầu tìm mua buồng cau, anh qua cầu Hồng Phú, phù lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tính chầu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, phù lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này chầu tính chầu tình, em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được làm con một nhà. Thank you.
thăm anh chút công danh về sau, về sau khi về sau chẳng thắm má phấn nên hồng tươi, ấy cũng không ngoài đến na em trăm đường trăm đường ý trăm đường biết nhau cũng bởi tâm cho đây thì với những tấm lễ ân tình nhất của họ nhà trai từ mảnh đất quê hương xã Bình Minh, huyện Kiến Sương đang tiến về và hàng bàn tại sân khấu hôn trường gia đình họ nhà gái chúng tôi, trong niềm vui hân hoan phấn khởi nhất mà quý cụ, quý ông, quý bà, cậu mợ có bất cứ gì đang hiện diện về dãy bàn thế ghế của gia đình để cùng chung vui với gia đình bát nước trà xanh, miếng trầu nên chuyên chồng vợ và giữ trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong lễ ăn hỏi buổi chiều nay. Lời đầu tiên thì cho phép những người làm chương trình từ trung tâm ánh sáng âm thanh thực hiện cưới hỏi quả đoàn dưỡng từ mảnh đất quê hương Đông Lâm xã nhà xin được thay lời gia đình họ nhà gái được đỡ lời cho cô dâu và chú rể trong lễ ăn hỏi buổi chiều hôm nay. Xin được gửi tới toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cậu mợ, cô bác chú dì của hai nhà bốn họ một lời chào trân trọng nhất. Thưa toàn thể cô bác anh chị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên kính mến, đúng là tình yêu của đôi bạn trẻ đã đơm hoa và kết trái, tình yêu đó đã tìm hiểu nhau chín buổi rồi. Và trong buổi chiều ngày hôm nay tại mảnh đất quê hương xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thân thương thì hai bên gia đình chuẩn bị long trọng tổ chức lễ ăn hỏi cho cô dâu và chú rể được đón tiếp cũng như đón nhận với tình cảm chân thành nhất mà quý cô bác anh chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã chẳng quản đường xa xa xôi, đứng đi vì nghĩa, bước đi về tình, ngày vui hạnh phúc của gia đình đã mang tới với tấm lòng thầy mừng duyên. Và giờ đây thì một lần nữa cho phép những người làm chương trình lại được trịnh trọng giới thiệu vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để chuẩn bị cho hai nhà sẽ làm thủ tục chào tấm lễ ăn hỏi cho gia đình họ nhà gái. Xin được trịnh trọng và kính mời ông. Kính thưa
các quý vị, tân quý khách kính mến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, thân nhân trong bốn họ hai bên gia đình, cùng bạn hữu xa gần của hai cháu. Trải qua quá trình công tác, lao động và học tập, hai cháu đã quen nhau, biết nhau và hứa hẹn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc trăm năm với nhau. Được sự đồng ý và vun đắp của hai gia đình, hôm nay được sự công nhận về pháp lý của chính quyền hai địa phương đã cho phép hai gia đình chúng tôi tổ chức một buổi lễ dạm hỏi để họ nhà trai chúng tôi có lễ vật đến để bái yết tổ tiên, sau đó là xin phép họ nhà gái để chúng tôi chuẩn bị ngày đón cháu Hà về làm dâu cho gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vậy thay mặt cho họ nhà trai chúng tôi có lễ vật đến để báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà, và xin phép các cụ, các ông, các bà để chúng tôi làm những các thủ tục sau. Cuối cùng không biết là gì hơn, xin chân thành kính chúc sức khỏe các quý đại biểu, các cụ, các ông, các bà lời kính chúc sức khỏe nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cho phép những người làm chương trình cũng xin được thay lời gia đình xin được cảm ơn rất nhiều vị trưởng đoàn họ nhà trai đã có đôi lời phát biểu. Trước hết là cảm ơn toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cộng mợ, cô bác, cô dì của hai nhà bốn họ đã dành tình cảm chân thành nhất, đã về đây để dự trọn vẹn chương trình lễ an hỏi cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị cũng như các bạn trẻ nam nữ thanh niên kính mến, đáp lại tình cảm chân thành nhất, vị trưởng đoàn nhà trai đã có đôi lời phát biểu và chuẩn bị với những tấm lễ để trao cho phái đoàn của họ nhà gái chúng ta. Thì giờ đây cho phép những người làm chương trình cũng được trịnh trọng giới thiệu vị trưởng đoàn họ nhà gái sẽ có đôi lời cảm ơn và đôi lời chuẩn bị nhận lễ. Xin được trịnh trọng và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, tình cha, hôm nay là một ngày tốt, một ngày đẹp của gia đình chúng tôi. Rất vinh dự, vui vẻ, phấn khởi được các anh, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em vệ bạn gần cha của hai gia đình và của các cháu đến dự ngày lễ ăn hỏi. Tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn, và chúng tôi rất là vui được nhận tấm quà của họ nhà trai. Họ nhà trai thì qua quá trình các cháu đã tìm hiểu và đi đến hôn nhân được đồng ý của hai gia đình và chính quyền địa phương của hai xã. Và hôm nay ngày lành tháng tốt thì hai bên đã tổ chức ngày lễ ăn hỏi. Vậy thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin kính chúc các cụ, các bà, các anh, các chị và toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên và toàn bộ đoàn đại biểu họ nhà trai đại diện cho từ Bình Minh Kích Sương trở về đây đã đặt tấm lễ, và họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận lễ và chúng tôi xin nhận lễ để đi cúng gia tiên cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cho phép những người làm chương trình cũng xin được thay lời cho gia đình xin được cảm ơn rất nhiều vị trưởng đoàn họ nhà gái đã có đôi lời cảm ơn. Bây giờ xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn nhà trai, nhà gái là người chưa đứng lên để vâng mở lễ và chứng kiến. Xin mời vâng hai người mẹ của chú rể và cô dâu là người sẽ vâng trao lễ và nhận lễ. Xin được trân trọng và kính mời hai vị trưởng đoàn là người mở lễ và chứng kiến lễ để cho hai bà thông gia sẽ làm thủ tục để trao cho nhau. Vâng, xin mời vâng hai bà thông gia. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son lưu duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai uông.
miếng trầu miếng cau. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay miếng trầu miếng cau. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, miếng cao. Ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay.
Trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để chuẩn bị cho hai nhà sẽ làm thủ tục trao tấm lễ xin cưới và xin dâu trong chiều nay. Xin được trân trọng và kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thân nhân trong bốn họ hai bên gia đình cùng bạn hữu xa gần của hai cháu. Trải qua một quá trình tìm hiểu được sự cứu đắp của hai gia đình, hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có tấm lễ đến để bái yết tổ tiên và xin phép họ nhà gái được phép cho chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt và giờ đẹp nhất để chúng tôi xin phép họ nhà gái đón cháu Hà về làm dâu cho họ nhà trai chúng tôi ở trên Bình Minh, huyện Kiến Sương, Thái Bình. Vậy cũng đã sắp đến giờ, chúng tôi được phép đón cháu Hà về làm dâu cho họ nhà trai chúng tôi. Trên đó, cho phép tôi được gửi tới lời cảm ơn các quý vị đại biểu, các cô, các ông, các bà đã bớt chút dành những thời gian vàng ngọc về để dự buổi lễ dạm hỏi và buổi lễ gia đình họ nhà trai chúng tôi đón cháu Hà về làm dâu cho họ nhà trai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các bác anh chị cũng như các bạn trẻ làm đương tình ngày kính mến, một lần nữa thì được kính mời vị trưởng đoàn họ nhà gái có đôi lời cảm ơn cũng như chuẩn bị nhận tấm lễ xin cưới và xin dâu trong chiều nay. Xin được trân trọng và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hôm nay là ngày vui của hai gia đình thì được các cụ, ông, các bà, các anh, các chị, bè bạn của hai gia đình và của hai cháu tại cái hội trường này ngày hôm nay chọn giờ đẹp, giờ lành để cho hai cháu, tức là họ nhà gái chúng tôi đã tiếp nhận lễ và đã công nhận cháu Ninh là con rể của họ Trần Công và của hai gia đình, và cháu Hà thì là coi như là râu mà trở về Bình Minh. Trên cơ sở các cháu là tuổi trẻ, tài cao, châu hiện rể thảo, gia đình thuận, trai tài, gái đảm, họ hàng vui. Hôm nay, một mảnh đất quê hương Đông Lâm, tình cảm, giàu, mến khách đã được thời tiết thuận lợi, đã được các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè của gia đình, của hai cháu đã đến hôn trường để coi như làm lễ ăn hỏi và đã được họ nhà trai để đặt cái tấm lễ, tức là xin ngày cưới là ngày 16 tháng 9 để coi như đức cháu về. Và tại hôm nay thì là coi như là cũng muốn chiều nay là giờ tốt, giờ đẹp thì muốn gia đình của họ nhà trai là cũng xin cháu về để lấy ngày làm phúc, làm con râu của gia đình, và tình cảm của hai gia đình đã gắn chặt với nhau thì thay mặt cho họ gia đình, họ nhà gái chúng tôi xin chấp nhận tấm lễ xin cưới. Và chiều hôm nay thì cũng cho phép cháu được về gia đình trên Bình Minh
làm con dâu gia đình, họ nhà trai. Vậy xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, cô thì chú bác, anh chị bè bạn, mời anh chị bè bạn ăn kẹo, uống nước và tình cảm chung vui cùng gia đình. Và xin ban nhạc tiếp tục chương trình vui liên hoan. Xin chân thành cảm ơn. Phần ngoài đời thì cho phép những người làm chương trình cũng xin được thay lời gia đình xin được cảm ơn rất nhiều vị trưởng đoàn họ nhà gái cũng đã có đôi lời chấp nhận tấm lễ bằng xin cưới và xin dâu trong buổi chiều nay. Thì giờ đây xin được trân trọng kính mời hai bà thông gia và làm thủ tục để trao tấm lễ bằng xin cưới và xin dâu trong chiều nay. Xin được trân trọng kính mời hai bà. Đấy là người đang chứng kiến và mở tấm lễ bằng cầu cầu xin cưới của gia đình nhà trai. Giờ đây thì xin mời hai bà thông gia sẽ làm thủ tục để trao cho nhau. Và cô bác anh chị hãy dành những tràng vỗ tay thật to, thật lớn nhất để dành tặng cho hai bên gia đình. Xin được cảm ơn rất nhiều. Tấm lễ cầu chầu này xin mời người mẹ bằng quả cô dâu sẽ là người sẽ bê bằng tấm lễ cầu chầu xin cưới và tiến vào phía trong nhà để làm thủ tục gọi dâu. Ngoài hôn trường cưới thì giờ đây có ba anh chị hiện diện về dãy bàn dãy ghế gia đình để chung vui với gia đình bắt được trở sinh. Trôi lên rồi cha cha cha, nào hãy hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời hương trai chín tuyệt vời, tình yêu sẽ kết duyên đẹp đôi. Một ca khúc chi tình cha cha cha, dành cho lứa đôi mình cha cha cha. Bên giây phút tương phùng luôn mãi mãi khôn cùng, bài ca hạnh phúc riêng đôi mình. Ngày mai y hoa tươi về rêu khắp nơi, ngày vui hân hoan về hôn lứa đôi, hạnh phúc ấm mắt triền miên bình yên cho đôi nguyên ương tân lan và dài những ước mơ. Tình yêu đó bên đời đi trong mơ, bài ca của chúng mình như câu thơ, xây xưa mối duyên đầu quên đi những thương sầu, cầm tay ta hát câu yêu đời. Đã trôi lên rồi cha cha cha, nào hãy hát theo nhịp cha cha cha. Ta đã hát cho đời hương trai chín tuyệt vời, tình yêu sẽ kết duyên đẹp đôi. Một ca khúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều nay. Và kính thưa thầy, có anh chị cũng như các bạn trẻ đang đứng thầy mình kế bến. Giờ đây thì xin mời chú rể cùng với cô dâu, hai em hãy hiện diện trước sân khấu hôn trường cưới gia đình cùng với hai người mẹ của mình. Vâng ạ, xin mời hai bà thông gia cùng đứng lên để làm thủ tục buộc lại dây nón để cho người mẹ chồng chuẩn bị sẽ làm thủ tục trao chiếc nón cho người cô dâu của mình trong ngày hôm nay. Vui hân hoan về hôn lứa đôi, hạnh phúc ấm áp triền miên bình yên cho đôi nguyên ương tân lan và dài những cố gắng thật to thật lớn nhất để chúc phúc mối tình trong năm cho cô dâu Hải Hà và chú rể Mạnh Linh của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều những tràng vỗ tay mà cô bác anh chị đã dành tặng cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều. Với chiếc nón theo phong tục tập quán của quê hương mình thì người mẹ chồng vừa trao cho phần người cô dâu của mình. Vâng, một nữa xin được cảm ơn rất nhiều và xin mời vâng hai bà thông gia sẽ vâng làm thủ tục trao mâm lễ lễ lại mặt và xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình đang làm thủ tục trao vâng mâm lễ lại mặt của nhà gái vâng trong buổi chiều nay đang được những nhà văn pin những nhà nhấp ảnh lưu lại tấm hình đẹp nhất cho hai bên gia đình, đặc biệt là hai bà thông gia. Quý chị cũng dành một tràng vỗ tay thật to thật lớn nhất dành cho hai bên gia đình. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ với tấm lễ tiếp theo thì xin mời vâng người mẹ vâng của cô dâu vâng sẽ vâng cho này cho người mẹ vâng của chú rể. Xin
Xin được cảm ơn những tình cảm chân thành nhất của các anh chị và cũng đã dành tặng cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể các cụ, thưa con các bà, thưa cô chị, chúc bác cùng bạn bè năm nước gần xa, cũng như các cụ vẫn thường bảo rồi, một năm chọn đấy một ngày chọn đấy cái giờ tốt lành của buổi chiều hôm nay. Theo như lịch trình mà giữa hai bên gia đình cũng đã được thống nhất, cũng như vị trưởng đoàn của họ nhà trai cũng vừa đã thông báo, và đúng 3 giờ kém 5 phút, đó là 15 giờ kém 5 phút theo chiều hôm nay, thì phái đoàn nhà trai sẽ làm thủ tục để đón dâu. Nhìn vào đồng hồ của gia đình của họ nhà gái, giờ những người làm chương trình thì giờ đây cũng đã chuẩn bị đến cái giờ mà đẹp nhất, giờ để cho gia đình nhà trai sẽ làm thủ tục để đón dâu. Và trước khi phái đoàn của nhà trai làm thủ tục để đón dâu thì một lần nữa được kính mời vị trưởng đoàn của họ nhà trai sẽ có đôi lời mời và đôi lời cảm ơn. Xin được trân trọng và kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thân nhân trong bốn họ hai bên gia đình cùng bạn hữu xa gần của hai cháu, được phép của họ nhà gái, gia đình họ nhà trai chúng tôi hôm nay chọn ngày lành tháng tốt và giờ đẹp nhất để xin đón cháu Hà về làm dâu cho họ nhà chúng tôi ở trên Bình Minh, Kiến Sương. Trong buổi lễ dạp hỏi và đón cháu Hà về làm dâu cho gia đình chúng tôi hôm nay, với điều kiện đường xá thì xa xôi, với điều kiện hoàn cảnh gia đình chúng tôi là có những cái phần nào hôm nay đến mà chưa được đáp ứng theo cái nguyện vọng và yêu cầu của họ nhà gái, thì cũng mong các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà hết lòng thông cảm và thứ lỗi cho. Cuối cùng xin chân thành kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn hữu xa gần của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu ba